món đậu mắm tôm. Chúc bà hai bận bốn hả? Bận ra con rồi. Cho bà ra nguyên. Ôi xin. Em đó ngồi đây mẹ lại con. Mẹ cho nó lại con Đấm ơi. Đấm ơi. Đấm à. Đấm. Đấm con. Đấm ơi. Đấm ra nè, ra đây mẹ lại. Trời mẹ ơi. Nè, lại mẹ. Ôi, vô lại đi rồi. Cảm ơn mẹ. Lại một, lại ba, lại mẹ nè. Nhớ lại con. Một, lại ba, lại mẹ đốm nha. Đây mẹ bốn tạm biệt mẹ đốm, chúc con đi nha. Gặp mẹ lại mẹ rồi. Đây con. Rồi, lại mẹ đốm con. Mẹ cái nó đi đến rồi. Thôi, lại cho nó lại con. Cái nữa đến này lại. Mẹ đớp, là mẹ đớp một lại lại ba lại. Rồi, mẹ đớp xanh con ra nha. Con đứa nữa đâu rồi? Tạm biệt, nha. Chị chủ mới ngoan nha. Lâu rồi ha. Lên Facebook thăm mẹ nha. Lên Zalo thăm mẹ nha. Đi, ra chị kiếm đứa nữa rồi. Tạm biệt mẹ nè. Nè lại mẹ đốm một, lại hai, lại ba, lại ba. Tạm biệt nha mẹ đốm. Mẹ đốm chơi với con chút nữa đi. Còn mẹ không cho tụi nó đi nha. Nè bú lắm mẹ. Trời ơi, ù là trời. Bú đau quá, nó không cho. Ê quá. Mấy mẹ đi vệ sữa cho uống.